Dạ chào bà cô chú khán giả. Hôm nay tụi con được cha dẫn đi chơi mà hôm rồi giờ con sẽ dạy sữa nói chữ khỉ. Sữa không nói được chữ khỉ là con sẽ không cho sữa đi chơi. Còn nếu mà con nói được chữ khỉ là sữa sẽ được đi chơi. Dạ. Dạ bắt đầu nha. Giờ bắt đầu. Khỉ. 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 Con khỉ. Con khỉ. Con khỉ ăn chuối vàng. Con khỉ ăn chuối vàng. Khỉ. 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 Khỉ hoài. Khỉ. Con khỉ. Khỉ. Con khỉ. Khỉ. Con khỉ. Con khỉ hoài. Khỉ. Con khỉ. 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 Con khỉ. Con khỉ. Con khỉ là nhầm. Con khỉ. Anh Bằng ơi. Con khỉ. Khỉ khi hỏi khỉ. Con bỏ cái áo xuống nè nè nè. Khỉ khi hỏi khỉ. Trời ơi khi hỏi khỉ. Vậy anh hai sẽ gặp. Vậy em đến bằng ơi. Dạy sữa từ gì ta? Sữa khỉ. Chữ khỉ, chữ khỉ nói chừng nào chữ khỉ nó được đúng rồi. Vậy khai. Hai. Hai hoài. Khỉ. 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 Nói chừng nào chữ làm được khỉ chữ khờ. Chữ khờ thì mới được. Khai. Hai. Khai. Khiên. 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 Khương. Khương dừa con. Chà Khương. Dừa con. Khương dừa con. Khương dừa cám ít dụng chà Khương. Khương. Thôi Khương dừa dứa. Khương dừa dứa. Nó dừa chữ Khương kìa. Con khỉ. 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 Khỉ chỉ Khương. Sợ. Sợ. Khổ. Khỉ chỉ ba Khương. Khổ. Khổ. Khổ mệt. Chăm. Khỉ. 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 Không khí. Khí. Không khí. Không khí. Không khí. Không khí hoài. Không khí. Không cái ví dụ. Sữa nói được chữ giờ không? Giờ. Giờ ơ cơ huyền về. Thương. Chữ thương ơi. Cơ huyền về. Thương. Em biết đọc. Khương. Khương. Ơ cơ huyền về luôn á. Kìa đọc chữ thương hay thương ơi. Khương. Khương. Thương. Thương. Thương dừa con. Thương. Dừa cam. Nè đọc là bánh tre. Bánh tre. Bánh tre. Bến tre. Bánh tre. Trời ơi phát chữ âm giờ rồi đúng không? Bến tre. Chê gì? Con cá rô. Con cá rô. Cá rô. Cá gì? Cá gì? Là phát âm đàng hoàng. Con cá rô. Cá rô. Cá gì? Con cá rô. Cá gì? Con cá rô. Cá gì? Ôi trời ơi. Ok. Con cá rô. Khỉ. 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 Khương. Khương dừa. Chị Khương thì nói đúng. Khương dừa. Khương. Khương. Đó. Con khỉ. Khỉ. Nè. Khánh. Khương dừa cho con khỉ ăn chuối vàng. Khương dừa cho con khỉ ăn chuối vàng. Chữ nào không? Chữ nào không được đâu. Chữ khỉ không được đâu. Chữ khỉ không được. Khương dừa cho con khỉ ăn chuối vàng. Buổi trưa ăn buổi chua. Đúng rồi, anh hay đói đúng không? Hai đọc lại nè. Buổi trưa ăn buổi chua nữa. Đúng rồi, sữa nói em ơi.
Bưởi trưa ăn bưởi chua. Bữa trưa ăn bưởi chua. Bữa trưa ăn bữa trưa. Dưa hấu. Lộn. Dưa hấu. Điện thoại. Mấy cái đó dễ mà. Điện thoại lắm đi. Điện thoại. Nó con khỉ đi được, con khỉ thì lát mới cho tham quan con khỉ ngon đây thôi. À đúng rồi, khỉ đập. Khỉ đập. Khỉ đập. Biết rồi, con biết hươu cao cổ. Heo cao cổ. Heo. Dễ mà. Hươu. Cao. Cao cổ. Cổ. Sư tử. Sư tử. Là con sư. Vậy con hổ. Hổ. Hổ là tiger. Tiger. Sự đố này gì đi, anh Hai học tiếng Anh cho coi. Tiger là con hổ. Không, bây giờ sửa đố anh Hai. Có tay xuống anh Hai. Cái bàn là gì? Rồi anh Hai sẽ nói là tiếng Anh. Thôi con dạy cho em phát âm chịu được chừng nào con khỉ. 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 Đọc. Khỉ. Khỉ. Dạy chừng nào đâu con khỉ thôi. Khỉ. Khỉ anh Hai. Khỉ. Khỉ anh Hai. Đọc bàn ngoài nha. Khỉ. Khỉ. Con khỉ anh Hai. Khỉ. Con khỉ anh Hai. À đúng rồi. Khương vừa bắt con khỉ để mần thịt. À, không có nói vậy. Xin lỗi. Cô vừa cho con khỉ ăn. Cô vừa cho con khỉ ăn cherry. À, cherry. Cherry. Nó lại đây. Cây. Con khỉ. Con khỉ. Khương vừa. Khương vừa cho nó ăn dưa hấu. Khương vừa. Cho con khỉ với cho nó gì? Cho nó ăn. Cho con khỉ ăn dưa hấu. Cho con khỉ. Khương vừa cho con khỉ ăn dưa hấu. Khương vừa cho nó ăn dưa hấu. Cho con khỉ cho nó gì khô mà. Sự cố tình để không đọc được chữ. Cố tình để không đọc con khỉ hả? Khỉ. 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 Con kia nó đọc khỉ thì nó nói nó. Khỉ. Nó. Khỉ. 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 Bà nắng xuống rồi. Khỉ. Đọc con khỉ ơi. Bà nắng xuống này, bà nắng xuống. Khỉ. Khỉ. Khỉ vàng. Đọc đánh vần đọc ca. Khờ y khi hỏi khỉ. Khờ y khi hỏi khỉ luôn. Khờ y khi hỏi khỉ. Ca. Sửa đọc thì sửa ca. Ca. Nói tiếng hả? Để xíu cho lấy cho. Ca đi, đọc ca đi. Tới nay cho lấy cho. Đây lấy cho. Khởi khi hỏi khởi. Khởi khi hỏi khởi. Ai da ca. 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 Khởi khi hỏi khởi. Ca. Ai là cô giáo nè ca. Khởi khi hỏi khởi. Ca. 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 Khởi. 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 Ca. Ca. Nè sữa. Sửa, 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 đọc cái câu này theo cho nè. Con khỉ, con khỉ hỉ mũi. Đọc ơi, đọc theo ơi. Con khỉ hỉ mũi. Đọc. Con khỉ ngốc nghếch. Đọc theo. Ủa sao má được con khỉ kìa. Đọc theo con khỉ hỉ mũi. Đọc ơi. Con khỉ hỉ mũi. Con khỉ hỉ mũi. Đọc đàng hoàng con khỉ hỉ mũi. Con khỉ hỉ mũi. Con khỉ hỉ mũi. Rồi, ổn định lại nè. Sửa con khỉ. Rồi ông định lên con sửa, sửa, sửa. Rồi dựa vô con, rồi dựa vô. Rồi dựa vô nè. Khởi. Rồi dựa vô con, rồi dựa vô con. Rồi dựa vô. Con dép gì vậy tới nơi rồi mang. Con khỉ. Con. Tới nơi mang con. Khỉ. Tới nơi mang. Con khỉ. Con khỉ. Tới nơi mang. Con khỉ hoài. Con khỉ hoài. Con khỉ hoài. Con khỉ. Rồi dựa vô, dựa vô con. Khỉ khi con khỉ. Con dám xem chưa? Ca khờ. Ca thờ. Con khỉ hỉ mũi. Con khỉ hỉ mũi. À con khỉ uống thuốc. Con khỉ uống thuốc rồi đi. Con khỉ hỉ mũi. Đọc lại nè. Khỉ hỉ mũi. Con khỉ hỉ mũi. Con khỉ hỉ mũi. Đó được rồi đó. Rồi dựa vô, dựa vô, dựa vô nhanh lên. Con khỉ hỉ mũi. Con khỉ. Phụ em kìa con. Phụ em con. Đứng đạp lên ghế. Mang rồi mà. Rồi. Con khỉ
con khỉ hiểm muội. Lâu lại. Với bỏ hai cái ghế nha. Ok. Con khỉ. Cái bỏ em giờ đi học. Em đọc theo cô. À nhầm. Cái em đọc theo thầy. Con khỉ. Con khỉ. Em sửa đọc con khỉ không phải con khỉ. Con khỉ. Hey, tôi bó tay em rồi. Tôi sẽ dạy lại từ đầu luôn. Con khỉ hỉ mũi. A á ố bờ gờ giờ đờ khờ. Đọc con khỉ hỉ mũi ơi. Hay tôi làm mẹ đau quá. Con khỉ. Em chờ sửa đọc theo tôi. Con khỉ. Dạ hơn cơ ơi. Tôi dạ hơn cơ thầy. Dạ hơn thầy. Em là kẻ mê quá nên em không thể học được. À, không đọc theo thầy. Con khỉ hỉ mũi. Con khỉ hỉ mũi. Đúng rồi đó. Con khỉ. Con khỉ hỉ mũi. Con khỉ. Con khỉ hỉ mũi. Con khỉ hỉ mũi. À. Đọc theo. Con hổ đe dọa con khỉ. Đọc ơi. Con hổ đe dọa con khỉ. Rồi đọc ơi. Sửa đọc ơi. Con khỉ nó đe dọa con khỉ. Con hổ đe dọa con khỉ. Sửa đó là con khỉ đe dọa con sư tử. Đọc ơi con hổ. Con hổ nó đe dọa con khỉ. Con hổ đe dọa con khỉ. Con hổ nó đe dọa con khỉ. Mày à. Đọc lại con khỉ. Bó tay rồi, mời cô chú về. Khỉ. Bó tay thật. Ờ cô chú có ai con hỉ quá. Ai làm cô giáo giỏi không? Dạy em ơi, nói chữ khỉ không? Em là cô giáo giỏi. Là cô giáo thường đọc được chữ khỉ rồi làm cô giáo. Rồi em muốn chắc sửa dạy mấy học sinh nói Thủy mới chắc cô thầy hiệu trưởng la luôn quá. Đưa kiến cho em đi con. Khỉ. Đưa kiến lên đây. Khỉ. Khỉ. Trời ơi. Khỉ. Khỉ. Các em hôm nay với ba sẽ đọc về con hổ. Trời. Hổ nít bay. Tôi là cô giáo khỉ. Khỉ nít bay ạ. Khỉ. Con hổ nít bay ạ. Bạn ta sửa đọc chữ khỉ 100 lần với tôi. Khỉ. Con khỉ không được nữa, con khỉ đi. Thôi bỏ tay rồi, thôi về dạy lại, trả về nhà dạy lại cho ba cô chú chị. Thầy giáo bỏ tay rồi. Thôi thầy giáo chào tạm biệt đi ông thầy giáo ơi. Tạm biệt. Con bỏ tay rồi. Con tạm biệt quý phụ huynh, quý ông bà cô chú gì cả trong một cái lớp tiếp theo. Dạ xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn, xin chào tạm biệt. Con là học sinh đó.